thấy chậu hoa dendro mà hoa to bằng cái chén như thế này chưa ạ? Đây là một mặt hoa đang nổi đình nổi đám tại Hoa Lan Di Phong. Gọi là dendro nữ hoàng. Thì đây là một mặt hoa mới trên thị trường nha các anh chị. Thì khuôn hoa của nó cực kỳ nổi bật trên một cái nền trắng tinh như thế này. Thì ngoài viền nó có một màu đỏ hồng rất là tươi tắn. Thì cái khuôn hoa này, điểm nổi bật thứ hai của nó chính là hoa cực kỳ to luôn. Khuôn hoa cấu hình nó rất là to. Thì bên em đã thử trên cái chén ăn cơm thì nó to gần bằng cái chén ăn cơm luôn. Đặc điểm thứ ba của nó là vòi hoa nó không quá dài, tầm khoảng 4 tới 7 bông trên một vòi hoa thôi, nhưng cũng cực kỳ nổi bật. Bởi cái khuôn hoa to nên là cấu trúc của vòi hoa nó sẽ không quá dài. Các anh chị mình nhìn rõ vào cái khuôn hoa của nó ha. Ngoài cái việc cái lưỡi hoa nó rất là to thì phía trong lưỡi có những cái đường gân rất là sắc sảo ha. Đặc biệt là mỗi cánh hoa nó đều có những điểm nhấn màu đỏ, màu hồng đậm rất là nổi bật. Thì vẽ với cái màu sắc này thì làm cho cái hoa của mình thêm thu hút. Để cho một sở hữu một cái cây dendro nữ hoàng nổi bật như thế này thì bên em giới thiệu đến các anh chị một cây. Đây là cây bán thực tế tầm khoảng 2-3 thân. Một chậu như thế này bên em bán với giá là 60.000 một cây. Riêng các anh chị mình mua từ 4 cây trở lên thì bên em sẽ bao ship cho mình, tặng kèm cho mình gói kích hoa. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi. Nếu các anh chị yêu thích cái dòng hoa nữ hoàng như thế này, mình có thể liên hệ về số hotline để đặt hàng hoặc comment về phía dưới video. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip lần sau của Hoa Lan Di Phong.